bạn đã quay lại với kênh Song Vi Đài Loan. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm món mới, đó là món gỏi sứa nha các bạn. Đây là một gỏi sứa mà mình đã mua sẵn ở cửa hàng các bạn. Ở đối với các bạn ở miền Bắc và miền Trung thì sẽ không lạ với món này rồi. Còn ở trong miền Tây của mình thì các bạn có lẽ là giống như mình á, mình là chưa ăn lần nào luôn. Và mình được một cái chị bạn làm chung ở Thái Bình thì là chị đã giới thiệu và làm cho mình ăn thử một lần. Mình thấy ngon cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Và đây cũng là lần đầu tiên mình làm các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào việc thôi. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có xoài, dưa leo, củ cải đỏ và một ít rau sống. Là bên đây chúng ta sẽ có chanh, đậu phộng. Và cái này là tỏi ớt mình đã băm sẵn và đã trộn đường vô đây rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện món ăn nha. Mình sẽ bào xoài, dưa leo và củ cải đỏ. Chúng ta đã bào xoài, cà rốt và cuối cùng là sẽ là dưa leo nha các bạn. Món này thì thực hiện rất là dễ mà ăn thì rất là ngon, rất là bắt miệng các bạn. Đây là lần đầu tiên mình làm, không biết là có thành công hay không. Nhưng mình nghĩ là cái này rất là dễ mà có thể làm được mà các bạn à. Dưa leo thì mình nghĩ mình sẽ sắc cái sợi to như vậy thì ăn nó sẽ giòn và sẽ ngon hơn các bạn. Cho nên là mình sẽ không bào nữa. Xoài, dưa leo và cà rốt thì mình cũng đã để qua tủ lạnh rồi. Cho nên nó bây giờ nó lạnh và nó giòn lắm. Còn phần sứa, đây là sứa là đã được chế biến qua sẵn rồi và đã được ngâm rồi các bạn. Bây giờ chúng ta, cách sơ chế của chúng ta rất là đơn giản là chúng ta sẽ chần sơ qua nước ấm thôi các bạn. Mình có chuẩn bị sẵn một tô nước ấm ở đây. Đây, mình sẽ chần sơ qua nước ấm và mình đổ ra để ráo là được các bạn. Các bạn xem con sứa của mình rất là ngon, rất là giòn. Và mình cũng đã để tủ lạnh rồi đó các bạn. Cái này là được bảo quản ngăn mát cho nên là nó rất là giòn và rất là ngon. Mình trụng sơ qua như vậy thì nó cũng sẽ không bị mềm nữa nha các bạn. Và để ráo ở đây. Sứa của mình đã được sơ chế sẵn rồi và cũng đã cắt miếng vừa ăn rồi nè các bạn. Cho nên là mình cứ để như vậy thôi và dùng thôi, mình sẽ không phải làm gì lại nữa. Đây là hàng xuất khẩu đó các bạn. Còn ở Việt Nam thì sứa này sẽ được bán ở tất cả các siêu thị các bạn, Bắc Trung Nam đều có thể mua được. Rất trong và ngon. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào trộn sứa nha các bạn, trộn gỏi sứa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái nước sốt. Cái này là tỏi ớt mình đã đâm nhuyễn và trộn đường vào đây rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nặn chanh và thêm nước mắm vào cho vừa ăn nha. Tùy khẩu vị của nhà mình thì mình sẽ làm chua ngọt thôi, là có em bé thì mình sẽ giảm cái ớt lại. Mình thì mình ăn cay được cho nên là mình làm ớt nhiều. Món gỏi sứa thì mình phải là chua chua ngọt ngọt mới ngon các bạn. Mà trong gỏi của mình thì nó có đã có xoài rồi. Cho nên là chanh thì mình sẽ dùng một quả thôi. Mà cái chén nước sốt này mình sẽ dùng cho cả nước chấm và trộn gỏi luôn nha các bạn. Mình sẽ không phải pha nhiều lần. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho nước mắm nam ngư.
sẽ cho vào đây 3 muỗng. Đã vừa rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trộn gỏi sứa. Mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau và cho nước sốt vào. Nhìn gỏi của mình có hấp dẫn không? Thì các bạn rất là ngon rồi, rất là thơm. Món này mà uống với rượu đế trà Vinh nữa thì thôi tới công chuyện luôn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử coi nó có vừa ăn hay không. Mình mời cả nhà nha. Giòn ngon số 1 luôn các bạn ơi, rất là ngon. Mình sẽ ăn sứa, thử một con sứa. Sứa của mình rất là giòn, rất ngọt, không có tanh một chút xíu nào luôn các bạn. Xoài thì chua chua, dưa leo thì giòn, rau thơm các kiểu vào thì đúng là rất là ngon các bạn ạ. Các bạn nên làm thử cho gia đình mình ăn nha. Chi miếng nữa nha các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để theo dõi những video sau của bạn.